Hello quý vị và quý bạn. Buổi chiều nay chúng mình sẽ quay cái video chiếc súp Mino của JBL. Thì là cái súp cái đuôi này thì là chúng mình có một đôi băm trước rồi, chỉ có một chiếc thôi. Thì đầu tháng thì chiều nay chúng mình sẽ quay bán được cái giá rất hợp lý các bác. Đó. Lo thì đẹp. 90/90% các bác. Bụi bạn không lo chùi đâu. Cực đẹp mà cái gì để bụi. Màng vàng âu các bạn. Có một chiếc thôi, một chiếc bán rồi. Bây giờ sửa bên này. Có nhìn kỹ là sửa nó đẹp, bụng như này. Giá thì các bác yên tâm, các bác xem xong chín mình ra nói giá luôn, giá cực kỳ dẫn luôn đấy. Mã đó là SR4715A Free 2 Made in USA các bác nhé. Đây là để nó bụi đấy. Đây là con này, nó mới tinh, nó bụi. Quay các bác biết chi tiết chưa? Nhôm này nó chưa xước, các bác biết nó mới chứ nào. Thì con này có một đôi, thì Vimi đã một chiếc rồi. Thì bây còn một chiếc đây thì tiến nhân viện thì cũng bán cho các bác cái giá rất hợp lý, tháng này mùng 1 tháng mai bán cho các bác rất hợp lý thôi. Thì cái giá cái chiếc loa súp này thì tiến mình bán cho các bác là 14 triệu bao ship toàn quốc. 14 triệu bao ship toàn quốc, còn nếu các bác đến tại nhà thì giá 13 năm. Đó. Thì bây giờ là tiến mình bán giá đã cực hấp dẫn rồi. Các bác đi mua một đôi loa bass 40. Như này cũng tôi là 13 triệu đến 13 triệu 500 một đôi loa bass không rồi, chưa có thùng. Thế là khẳng định các bác luôn. Cái loa bass cái này thì mình tháo rồi nha, cổ là 2226H từ 220 côn 100. Loa bass này và loa bass 4735A như nhau và 4725 như nhau các bác nha, bác lưu ý đấy là như nhau, bass như nhau hết đấy. 4725A từ đi 2 đúng hết bass này luôn, hay là 4735A từ đi 2 khuất bass này. Đó. Đây là bộ min lâu đi theo loa 4725, hỗ trợ thêm được tiếng bass rất nhiều đó. Thì bây bình thường như các bác mà đi mua một đôi loa bass không thôi, nó bắt rời thôi cũng đã rơi tầm 13 triệu rồi. Đấy là khẳng định các luôn. Là các bác đi mua một đôi loa bass không thôi đã 13 triệu rồi. Đây tiến mình bán cho cả thùng nguyên bản như thế này. Giá mới có 14 triệu bao tiếp thôi. Thì các bác không mua thì không mua cái gì nữa. Các bác về mà các bác có thùng loa 40 súp, các bác làm hai cái hai bên thành súp đơn 40 luôn, rất hợp lý luôn. Thùng này bán đâu được 2-3 triệu. Đấy, khẳng định bác luôn, bác đi đóng cái thùng này không bao giờ có cái giá rẻ thế đâu. Đây thùng fit của Mỹ luôn, cực dày, cực thơm, chắc lịch. Đôi bát không, bát rời đấy, các bác đi mua đã 13 triệu rồi. Thì đây tính mình bán cả thùng và bát mới có 14 triệu rồi mà loa đẹp trên 90% các bác nha. Cực hợp lý luôn. Đấy. Nhiều bác thì là cứ đi mua loa rời xong thì là nó không được đẹp này đâu. Loa rời nó không được đẹp như cái loa trong thùng đâu, trong thùng đẹp lắm. Quay tất cả chi tiết các bác. 14 triệu bao ship mà đến tận nhà là 13 năm. Đấy, bác nào nhu cầu lấy thì cứ liên hệ với bên phía BNB. Góc trượt xước luôn. Đây, để lầu chuột nó bám nó chạy chết như thế này. Thất bại. Lưới thắt chưa bị rỉ nha. Thành ốp nó đẹp được. Mê ly luôn. Còn các bác nào có nhu cầu lấy thì cứ liên hệ với Tiến Mimi theo số điện thoại là 0948 388 448. Thì nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Mimi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay thì bấm like chia sẻ cho Tiến Mimi để được nhiều bác trên mọi miền tổ quốc được đến cửa hàng Tiến Mimi hơn. Vâng, và bây giờ xin chào tất cả quý vị và quý bạn.